Dạ, đám tang của cụ bà Nguyễn Thị Thái dạ, có đồng con. Rồi ok, chụp số rồi. Ok. Giờ bấm đây đi, máy bấm đi. 0919. Không phải bấm ra đi. Rồi 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 rồi. Tên gì? Bấm, 81, bấm. À. Thì đến đây là phải ngừng lại lần trình đền hả bà con chú ha. Dạ có cái đền trình chỗ này nè. Đây cái đền trình nè bà con chú ha. Nha đây là cái đền trình nha bà con chú ha. Sao không sao mà không thấy thầy đó nè nha. Wow, mấy ngựa hôm nay chạy cũng dữ nha coi chú ha. Dạ. Dạ thì đoàn nắm tay giờ đang đến tới cái mới vừa qua khỏi cái Linh Hoa Tây Đàn nha bà con chú ha. Thì phòng số 1 thấy cái đoàn nắm tay này có cái đoàn mô tô. Phòng số 1 có mới quen gọi anh nè, anh Dũng ha. Dạ. 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 À. Anh Sơn ha, anh Sơn già. Dạ. À coi phòng cái mô 2 coi 4 xe mô tô hả bà con chú ha. Dạ. Yeah. Đây, cái xe này là xe rồng sau nhất các bà con chú chở quan tài của cụ bà nha.
con đòn đang dài lắm nha mọi cô chú ha. Có cái móc thấy đòn rất là dài luôn nha. Hai sẽ cao sao. Giữ lại nha. Thôi đâm ngựa vô đi. Để con. Rồi được rồi, dạ thì giờ mấy anh đầu tiên bắt đầu chuẩn bị xỏ cái đòn đòn dọc nha cô chú, không có đòn ngang mà đòn dọc. Ở dưới thì sát qua dây đai, đai trên đai dưới luôn. Dạ wow, dạ đai trên đai dưới luôn. Dạ thì cặp hai cái đòn dọc ha, không có đòn ngang. Wow, cái hồi trước thì con sẽ móc thấy có cái hầm cối đến nỗi mà đi cái đoạn ngang mà đoạn trên nha một cô chú, quay đoạn dưới đi cái đáy hòm, cái lít hòm á, sợi dưới đất lết nha. Yeah. Còn hãy mình đi đoạn mà giữa cái hòm vậy thì nó sẽ cao ha. Yeah. Nó nặng nhưng mà điều nó sẽ cao khỏi mặt đất nhiều. Yeah. Cái khới này con sẽ móc thấy cũng hay nha. Dạ mấy anh thợ trại này cũng thấy khá hay nha. Yeah. Ừ. Có cái đài dưới này, đài dưới là dày ha, cô chú. Còn cái dày đây xa không có quay gần được ha. Dạ, còn đài trên thì nhỏ. Nha. Hôm này hôm cua bà này cũng khá là nắng luôn. Wow, lên một dứt phát luôn ha bà con chú ha. Dạ. Còn cái đám tang thì có ông thầy tụng mà con cái mối tượng không có. Thấy nãy thấy đến cái đình trình thì thấy ông thầy cứ vẫn ngồi trên xe ha. Dạ ngày để cái tang chủ đến thì hấp hương cây rồi ra trình đền sơ ra nha. Để coi không biết như thế nào này. Dạ, bây giờ phải hạ xuống này được rồi, cao vậy hạ khó lắm nhiều rồi. Dạ. Nặng lắm. Dạ,
Xuống hay quá bà con chú ha. Dạ, trên này cái trại này xuống là phòng chú thấy khá là im ha. Dạ đúng rồi. À, có nhiều chỗ là xuống ấy không có im. Dạ nó giặt lắm, nó đầu trước xuống làm sao xuống làm sao thấy nó giặt ha. Con này khá là im. Dạ thấy này rất là gọn ha. À, mình quay đưa lên thì có anh em trại hôm khác thì xem thì cũng coi đây mà coi chú ha. Dạ. Mỗi trại thì có mỗi cái cách khác nhau. Dạ. Không có trại nào giống trại nào. Rồi, xuống đi xem. Chú ơi, vô đây nào ơi. Mười hai chén chè ha. Lâm trong tay vương cảnh văn minh tài muốn tiền kiếm dân dài tinh tấn đồng thanh cường lan quốc kiếm vàng liễu thanh tử như vàng đồ nhân thiết
vô biên quyền náo đoạn vô lượng bắp môn tu thái quyền đô chúng danh đi tống dài thành ẩn ý đạo an tan quân đức đồ tấn hành vô biên tăng quân dài hội hướng e bộ biên quan chớ chớ chúng thanh đã tống giảng vô lượng quan chớ 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 lại với bài đồng như đậu mà không cắn không đeo Nam mô Siêu Làng Đô Bồ Tát, Nam mô Siêu Làng Đô Bồ Tát, Tát Kỳ Thiền Lại Tạ Hương Linh Tất Tứ Bái. Gia đình có ai xã tan không? Không. Ai xã tan thì có ai không xã đúng vậy? Ai không xã thì đúng vậy. Bên xã đây, có mẹ em xã. Cái kiến này để từng nào người ta xả tan giáp năm là từng đập luôn cái đốt bà dị, đốt bà dị đập luôn đó là kiến chiếu yêu. Còn đĩa thì nhiều người ta dị đoan, người ta nói mở ra má mới về cái gì đó. À, thì đó cái thầy, còn người thì không chịu. À, thì cái đó hỏi ý kiến thầy, thầy chỉ cho được thì ấy lấy ấy ấy đến đây phòng số 1 xin kết thúc clip này còn chú ha. Dạ, thì cũng clip phòng số 1 xin Nguyễn Như Hương Linh được bản xin chào hỏi từ chú Cường Lạc còn bà con của chú mình là hân nhiều sức khỏe, hân nhiều may mắn. Dạ, bye bye, xin chào cô chú anh chị.